Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tư duy của nền tư pháp Việt Nam vượt ra khỏi mọi sự hiểu biết, lương tri và lẽ thường. Ngày 6 tháng 8, báo Đất Việt có bài Luật sai thì phải sửa luật, chứ sao lại hết đường của tác giả Thái Hạo. Theo đó, tư duy pháp luật của Nguyễn Văn Hiện hay của nền tư pháp nói chung nó vượt ra khỏi sự hiểu biết, lương tri và cái lẽ thường tình mà không đâu trên trái đất này có thể hiểu được hình ảnh bài trên báo đất Việt. Được biết, ông Nguyễn Văn Hiện, sinh năm 1954, có bằng tiến sĩ luật, từng là chủ nhiệm ủy ban tư pháp của Quốc hội nhiệm kỳ 2011-2016. Ông cũng từng là chánh án Tòa án Nhân dân tối cao từ năm 2002 đến 2007. Vào tháng 3 năm 2015, phát biểu về vụ án Nguyễn Văn Trưởng, ông Hiện khẳng định vụ án Nguyễn Văn Chưởng có phát hiện sai sót thì cũng đã hết đường kháng nghị bởi ông cho rằng vụ án này đã có quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã là quyết định cuối cùng nên vợ có thấy sai thì cũng không thể kháng nghị. Phát biểu này được ông Hiện nêu ra trong phiên họp đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình oan sai trong việc áp dụng pháp luật hình sự, tố tụng hình sự. Tác giả Thái Hạo nhận xét, từ xưa, ở Việt Nam, Tàu, Tây một tử tù ngay cả khi đã bị đưa ra pháp trường và kê đầu vào máy chém nhưng nếu đột ngột phát hiện ra người ấy bị oan thì lập tức phải dừng hành hình và được cứu sống đó là cái lẽ thường mà cứ hễ là con người thì tất yếu phải làm thế với khẳng định của ông nguyễn văn hiện một người từng là chủ nhiệm ủy ban tư pháp thì tác giả không thể hiểu nổi trên đời lại có một thứ luật như thế tác giả cho rằng không phải chỉ đối với người đang bị đưa ra pháp trường đâu ngay cả những người đã chết oan rồi thì sau đó mới phát hiện ra sai sót. Những triều đại sau, chính quyền sau vẫn sẽ chuộc lỗi mà thực hiện sự minh oan cho họ kia mà. Tác giả nhắc lại vụ án oan lệ chi viên với cái chết đầy oan ức của Nguyễn Trãi cùng với việc tru di tam tộc nhưng sau đó được vua Lê Thánh Tông chiêu tuyết. Tác giả cũng nhắc đến vụ án Phan Thành Giảng. Năm 1868, Triều Đình Huế đã tuyên bố xử trảm ông nhưng vì ông đã chết nên không cần thi hành nữa. Lột hết chức tứ và cho đục bỏ tên ông ở bia tiến sĩ. Đến năm 1886, tức là sau 18 năm khi ông chết, ông được vua Đồng Khánh khôi phục nguyên hàm hiệp tá đại học sĩ và cho khắc lại tên ở bia tiến sĩ. Hình ảnh ông Nguyễn Văn Hiện, cựu chủ tịch ủy ban tư pháp quốc hội, người có phát ngôn để đời về vụ án oan Nguyễn Văn Chưởng tác giả nhấn mạnh chết rồi mà còn thế huống chi là người còn sống nhưng phát hiện sai sót mà lại vẫn để cho chết tư duy pháp luật của nguyễn văn hiện hay của nền tư pháp nói chung thú thật nó vượt ra khỏi sự hiểu biết lương tri và cái lẽ thường tình mà không đầu trên trái đất này có thể hiểu được tác giả xin được bày tỏ lòng kinh ngạc tột độ với các vị luật sai thì phải sửa luật chứ sao lại hết đường biết sai mà vẫn làm thì có khác gì cố ý giết người một nhà bình luận chính trị khác là Nguyễn Anh Tuấn đưa ra nhận xét nên tư pháp hình sự của Việt Nam hết hạn sử dụng bởi trong khi tước đoạt gần như mọi quyền của bên bị buộc tội nó lại ban cấp quyền lực tuyệt đối cho bên buộc tội mà trong khuôn khổ chế độ đảng trị đó chính là cơ quan công an nên tư pháp Việt Nam đang như một con thú dữ có thể ăn thịt mọi con mồi đưa đến trước mặt nó khi Đinh La Thăng trong lời cuối cùng nói trước tòa chỉ xin được đối xử như một con người thì có thể thấy con thú này có thể ăn thịt cả những kẻ nuôi nó một khi kẻ đó xa cơ lỡ vận nguyễn anh tuấn cho rằng giải thoát con thú này bằng một chương trình cải tổ tư pháp dựa trên chính quyền con người chẳng những sẽ giúp giải tỏa u ám của đời sống quốc gia mà còn trao tặng cho những người nắm quyền hiện tại một gói bảo hiểm phẩm giá rằng có thế nào thì họ vẫn sẽ được đối xử như một con người Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm với bản tin Tư duy của nền tư pháp Việt Nam vượt ra khỏi mọi sự hiểu biết, lương tri và lẽ thường. Bộ Công an Việt Nam bắt Nguyễn Cao Trí rồi ém tin Theo thông tin từ báo chí trong nước ngày 5 tháng 8 liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Cao Trí với cáo buộc chiếm đoạt hơn 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan. Hình ảnh ông Nguyễn Cao Trí Báo tuổi trẻ dẫn lời trung tướng Tô Ân Sô vào ngày 15 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Cao Trí sinh năm 1970 về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo khoảng 4 điều 175 Bộ Luật Hình sự. Theo báo cáo của Cơ quan Cảnh sát điều tra, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án công ty An Đông, Vạn Thịnh Phát đã phát hiện bà Trương Mỹ Lan có quan hệ làm ăn đầu tư với ông Nguyễn Cao Trí. Bà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho ông Nguyễn Cao Trí hơn 40 triệu USD để mua bán dự án kinh doanh. Khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, ông Nguyễn Cao Trí nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền bà Lan đã chuyển cho ông này. Ông Trí đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy toàn bộ giấy tờ chứng cứ bà Lan chuyển 40 triệu USD với mục đích chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên. Ông Nguyễn Cao Trí là thành viên Hội đồng Trường Đại học Văn Lan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh. Nhà báo Nguyễn Thông, một nhà báo kỳ cựu, bình luận trên Facebook cá nhân của mình rằng Hôm qua, năm tháng 8, ông Tô Ân Sô nói toẹt việc công an đã bắt đại gia Nguyễn Cao Trí từ ngày 15 tháng 1 năm nay, tức là đã tóm gần 7 tháng. Nhiều công ty do ông Trí đứng đầu suốt hơn nửa năm kêu trời không biết sếp của mình đi đâu. Các cổ đông càng hoang mang tợn. Còn báo chí thì đủ kiểu hồ nghi, thiên hạ cứ bảo đó là nghiệp vụ của công an. Chỉ có điều xưa nay làm việc quan minh chính đại thì không cần lén lút mờ ám. Nếu ông ta có tội thì cứ việc bắt và công bố sao phải giấu gần 7 tháng trời. Giả dụ người bị bắt chết trong nơi giam giữ thì sao? Vụ này cho thấy quy trình thực thi pháp luật điều tra khởi tố vụ án khởi tố bị can được Viện Kiểm sát đồng ý bị vi phạm nghiêm trọng hoặc rất vớ vẩn. Hồi tháng 1 năm 2023, blogger Bùi Thanh Hiếu đưa tin ông Nguyễn Cao Trí bị bắt và cho biết thêm Trí có quan hệ mật thiết với ông Trương Tấn Sang, Trương Hòa Bình, Nguyễn Công Khế, Đòn Lam. Hình ảnh bà Trương Mỹ Lan. Quan sát thành công nhanh chóng của ông Trí trong nhiều năm qua, nhất là những vụ thâu tóm đất vàng ở thành phố Hồ Chí Minh dễ dàng với giá bèo bọt, đều có bóng dáng của ông Trương Tấn Sang. Trí cũng nhiều lần tháp tùng ông Sang đi khắp nơi trên danh nghĩa ủng hộ từ thiện. Thực ra đó là cách ông Tư Sang và ông Trương Hòa Bình giới thiệu ông Trí là đệ tử thân cận của mình. Doanh nhân Nguyễn Cao Trí là một chìa khóa đặc biệt dẫn đến nhiều các đối tượng và vụ việc khác phức tạp. Sự lớn mạnh nhanh chóng của Trí chính là điểm yếu của Trí. Y sẽ không có đủ những kinh nghiệm để đối phó. Y chính là điểm chọn đột phá dễ nhất trong cứ điểm chặt chẽ của phe Trương Tấn Sang, Trương Hòa Bình liên quan đến vụ án tập đoàn Vạn Thịnh Phát sau khi Bộ Công an khởi tố và bắt giam bà Trương Mỹ Lan đã có tổng cộng hai người bị đột tử và hai người khác mất tích mà chưa rõ lý do. Người đầu tiên là ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, thành viên Hội đồng Quản trị độc lập tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, SCB, đột ngột qua đời do đột quỵ. Ông Thành là chồng của bà Tống Thị Thanh Hoàng, phó giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Người thứ hai là bà Nguyễn Phương Hồng, 39 tuổi, trợ lý của bà Trương Mỹ Lan, qua đời vào rạng sáng ngày 9 tháng 10 khi đang bị bắt tạm giam, nguyên nhân không được tiết lộ. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB tháng 10 năm 2022 phải lên tiếng trên trang chủ, khẳng định hai ông Lưu Quốc Thắng, trưởng ban kiểm soát SCB và ông Diệp Bảo Châu, phó tổng giám đốc SCB vẫn đang điều hành công việc hàng ngày của ngân hàng, chứ không qua đời như tin đồn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Bộ Công an Việt Nam bắt Nguyễn Cao Trí rồi ém tin. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm đê để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, thời báo chấm đê